sáng hơn lâu rồi. Các thủ công cái cắt xương của mày lâu, giờ bạn cắt xương để bê kem bên em mình lâu. Giờ các mi các ngu khẩu các hơn mà này. Giờ mi qua sáng văn áo rồi, áo thay mô mà xuống bê đâu. Tức là nay mi ăn điểm báo à, mi xài đấy à. Mô gọt sơn à? Tu ngu à? Tu ngu khẩu hơn. Đấy, giờ áo cân mà xuống mấy. Ờ, mi là nơi ăn này mình báo hiệu à, mi xài tu hơn là mình bẹp cha chẹt là mi bình án à lâu. Anh này ở cô sinh mông này đi mình khảo mờ quan sơ ngộ đạo. Anh này lúc còn mình luôn ăn ở ăn quan sơ chạc tỷ tàng lúc anh này sướng để kẹo cả. Ra bà này văn tôi còn lâu bán quả lâu à? Bán quả lâu. Lần này mình phải biết. Chục lơ mình mà là áo mình quả lâu bé hả? Ông mình quả lâu quả tàng quả lâu quả thương tay xin đi ăn thương à để kem nè mình là lâu ra bàn này đi mà sùng ăn ở tu ngu thế bay sùng tu ngu thế bay lâu mi này khẩu ăn hơn mà đây là ăn vang mà mi xài đấy à bên này lắc lái lắc sóng văn phải hết thế nhưng mà phải mi để qua sáng văn mơ đấy cứ tính từ văn CS văn CS nhìn thì sám sùi sám mơ đấy, ăn mát lồng bay, gia bàn mình lồng ăn ở, ăn học trò tàng thương đấy, khẩu nắc ná đấy à, đấy, ăn đẹp bè đâu, đó lúc mời đi mi quán lâu ăn quan thương ở mình, thì đây là đầy kém mà, ăn quan thương để kém, ăn này thương hộ thương hàng, thương này thương mừng lắm, ăn thương mày nhìn này là bay tỷ hậu thái à, đây mình lắc mà. Dù vì là cần bên em ý. Nằm ở đây ban sự hướng lại đó. Trong hồ lẫn quẩn đấy. Dạ này là ông con này mình khẩu ăn bên đây à. Mình chân mà để tắp thứ à. Ông con thế mình còn hai dù nọc á. Tức là ông con toàn mề đấy mình khải với dạ. Ừ, đầy kém. Mà có lâu bây. Dạ ăn ngu đấy là khẩu mà là mình khẩu mà báo hiệu là tu hơn. Mình bèn trai sẹt, mình bình an thế này phải hiểu phùng bây chứ lẽ. Phùng bây. Phùng bây mình quả sám văn. Quả sám văn là mình khôi ố. Hả? Thế này là ăn vam mà mình đáy à đâu hả? Công mê trắng hơn để quay lúc quay nắc quay ná mờ phẳng phả mờ ngộ tẩy phả mờ gắn hàn phay ký lông quá xì hả lá giường cố mi lại kỳ đẹp vậy mi lại kỳ mơ là hết mi trung lô đấy à phàm cha lên cha lên này phàm ngộ tẩy phàm ngộ tẩy ngộ tẩy ngộ tẩy là bị ăn phải nấy ngộ tẩy ăn ở tu ngu cả hơn mà này phải sùng trong sám văn đi 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 bình thường đấy đây à bà này quá lâu tàng sương lúc mà đó lúc mà đi quá lâu tàng sương này bà này chải bẻ khổ quá lâu chắc là ôi ý này là qua lâu tăng sướng này quan sướng chạc dù nọ quan sướng quan sướng chạc dù nọ chạc dù nọ
thấy không á? Ồ. Thấy cái tí tiếng á. Nó. Này bây giờ tiếng nữa. Bà này ghi ca. Sơn mày nình để kem. Sơn trang hộ mày nhìn để kem. Sơn trang hộ. Cô bà sơn mày nhìn để từ đấy lúc. Đại kem. Quả lau mì chẳng hạn. Quả lau mì. Ờ, quả lau mì à. Quả ăn sướng. Quả ăn sướng, chạc dù nọ, tức là mình tắp để thử ăn cũng cần đấy, mới dình sạt lòng mà. Ờ, y làm thế. Nó còn là mì quả lau của mình đấy. Nhà mì hàn nắc hàn na. Sống quán tài. Hạn nắc na sống quán tài. Chiều khổ ghi lông bay sùng tung ngu đấy, phải bà này. Ăn ba mày nát lái không? Sùng ngu. Sùng ngu, thêm chữ nờ chứ, nọt định. Nọt nọt, đúng rồi. Ngu, sùng ngu khảo hơn rồi đấy. Mày để qua sáng mắt hả? Chỉ đi mà tôi có khoản mà.